đứng đó làm gì? Hay là em muốn chi sợ? Thằng khốn, chị dâu, cuối cùng thì chị cũng thuộc về thằng này thôi. Đây, sao nay ngày gì mà nấu nhiều đồ ăn quá vậy? Vậy là anh hai dữ chưa? Nhìn mặt bé Nhi nó như vậy mà anh còn hỏi nữa. Mặt nó xanh xao nhợt nhạt quá trời kìa. Em nghĩ là chắc bé Nhi nó bệnh đó, nên là em tẩm bổ cho anh bé. Như đợi anh đi làm á, mới nấu tôm luộc nè, cái món anh thích nhất á, để cho con đi. Nè, cái tay anh dành ăn với bé Nhi hả? Thôi đi làm đi, chiều về em làm món khác nha. Đi làm. Hứa rồi nha. Ừ. Anh đi á. Ừ. Anh về em nhà nha. Ừ. Nè, em ăn nhiều vô đi. Mà bộ em có chuyện gì hả? Hay là em không khỏe đâu? Em nói chị đi. Có sao không? Dạ, tại em thấy trong người em hơi mệt thôi à chị. Thì đó, hơi mệt em phải ăn vô. Ăn nhiều vô thì nó mới có chất, em mới khỏe được. À, ăn xong đi, chút xíu nữa chị chở đi khám ha. Để chị nếm thử cái này coi, nãy chị thấy nó hơi nhạt. Chết rồi, cay quá. Chị hai, chị hai. Ôi, tắt có một cái ốp thôi mà sao cay quá vậy? Anh muốn làm cái gì thì cứ tùy ý. Hình ảnh đâu? Cứ xóa hết đi. Anh đảm bảo với em là anh không lưu ở một bản nào khác. Tôi nói cho anh biết, kể từ bây giờ chúng ta không liên quan gì tới nhau hết. Biến khỏi cuộc đời tôi đi. Đứng đó làm gì? Hay là em muốn chi sợ? Thằng khốn, chị dâu, cuối cùng thì chị cũng thuộc về thằng này thôi. Đúng cái giờ tao mà.